Các bạn nay mình chuẩn bị xuống mấy cái mít nè các bạn ơi. Hôm nay mấy cái mít này mình mua về lâu rồi, mình ương cho nó ra rễ cho nó cứng cứng á, bây giờ mới trồng. Giờ mình lựa mấy cây có tược bự gì nè, ra rễ mới nhiều, giờ mình chở đi trồng. Hiện nay hôm nay mưa nhiều, tháng này mưa nhiều quá thôi mình xuống mít luôn các bạn ơi. Đây, mấy cái mít này là mít sơ đỏ ruột đỏ nè, hôm nay mình cũng đi tham quan mấy cái vườn rồi. Giờ mình lấy mấy cái mít này bây giờ mình xuống, sẵn đây trời mưa nè, sẵn có cây nó cũng ra rễ cứng rồi, giờ mình đem ra mình trồng. Này chắc phải lên mô các bạn ơi, đi trời mưa sợ động dũng nè. Giờ mình đem mấy cái mít này ra mình trồng mới được, hôm nay cũng để lâu rồi. Giờ mình lựa mấy cái mít mà nó ra lá hơi già già vậy nè, cho nó ra nắng nó quen, cứ để lá non quá nó ra ngoài sợ nó héo. Không biết nữa sau này giá cả làm sao chứ không, mình trồng đại qua chứ không biết lựa chọn cái gì nữa. Mít này nó nhẹ chăm sóc. Giờ mình đi trồng mít nha các bạn. Mình đẩy đi mấy cái mô mình trồng các bạn ơi. Đây mình trồng cũng cây hướng gió nè các bạn, sợ nó cái này gió nó lật qua lật lại nó sức cái này mình kêu bằng cái phôi gì nữa. Mình xé bịch ra mình trồng các bạn ơi. Rồi, quên. Cái này nó ra rễ nè, ra rễ vàng hết trơn nè, mình ra cho nó vừa thôi các bạn, để nhiều quá sợ rễ nằm dưới đây nè quấn quấn cạnh hướng gió, để cái này nó lật qua lại nó sức cái phôi. Giờ mình trồng rồi, cái thuốc kích thích ra rễ các bạn, này chai N3M nè, để ra rễ cực mạnh nè. Cây nãy mình quên rồi, cây này mình giờ mình pha tay vô cho rễ nó ra bằng cây này nãy chưa có tưới, thôi mình tưới đại vô gốc luôn các bạn ơi, để chút nữa mình ngâm cũng được. Rồi đây trồng cây khác, cây khác trồng nha các bạn. Này cái mô mình lên sẵn rồi các bạn ơi, giờ mình đem vô làm trồng, nhúng cái ba cái thuốc cái thích ra rễ nè, là để vô trong cái mô làm trồng à. Giờ mình xé cái này ra nha, rễ nó ra cũng nhiều lắm rồi nè đó.
giờ mình múc một miếng nước này mình tưới vô rễ nó, tưới cho nó để kích thích ra rễ. Nay mình xuống mít ngay mùa mưa qua đỡ đỡ tưới một chút, cũng có hệ thống nước nhưng mình giờ trừ hao mấy cái lúc nắng á. Cái này mình bỏ vô đây, để mấy bịch nó hư đất, giờ lắp cho nó đầy gốc lại nha. Gài quay mưa mưa sớm quá, trồng cái mít cho nó sớm luôn. Cái này này mình nhờ con gái quay các bạn, chịu khó xem các bạn ơi, nó mình vừa làm vừa quay nó hơi khó, mượn nó quay chắc hơi lắc á, các bạn chịu khó xem giùm mình nha các bạn. Tưới cái này vô nha, tưới con nào ba nè, kích thích cho rễ. Không biết đúng sách không chứ mình làm đại các bạn ơi, ta chỉ mình vô gốc, khi mà trồng xuống mình đã tưới vậy đó, cho nó mau bắt rễ. Mấy cái bịch này mình thu lại hết nè, để nó hư đất, nó xu nó phở ít phân quỷ. Nay tranh thủ thời gian rảnh nè, nay tranh ngoài đồng, chuyện ngoài đồng nói xong cũng đỡ đỡ rồi, chính là giờ mình vô mình trồng mít, tranh thủ mùa mưa các bạn ơi, đỡ tưới. Năm nay mưa về sớm, trồng vậy đỡ tưới các bạn. Đây mấy cái mô này sáng mình đã lên sẵn rồi, giờ chỉ mình ghim cây mít vô là xong các bạn. Hôm nay kênh mình cũng được việc là kiếm tiền các bạn ơi, mà không biết sao chưa thấy quảng cáo, cũng nhờ các anh em YouTube mình ủng hộ, cũng đạt được 4.000 giờ cùng lúc với ngàn người xem mà giờ nó hút luôn rồi các bạn. Mình gửi đơn việc bạc kiếm tiền rồi nhưng mà chưa thấy nhà quảng cáo dèm vô, chưa biết là sao các bạn. Nhân đây mình cũng cảm ơn các bạn nha, các bạn đã ủng hộ kênh của Lập Nghiệp Tháp trong thời gian qua, ủng hộ qua lại các bạn. Mình các bạn qua mình đều đăng ký lại hết nè, ủng hộ với nhau các bạn ơi. Chừng nào được cái gì thì được, cũng không có gì buồn hết cả các bạn, cũng vui ha. Làm này mình ủng hộ nhau làm kinh tế các bạn ơi, không có gì được thì được, còn không được không sao, chỉ làm kỷ niệm ha. Mình nói chung là chủ yếu mình chia sẻ cái công việc hàng ngày của mình với bà con của mình không à, nó cũng không có thời sự gì hết, chủ yếu chia sẻ công việc các bạn, mỗi người mỗi công việc ha, mỗi người mỗi công việc, chia sẻ nhau mà cùng nhau học hỏi. Đây mấy cái mít này mình trồng hồi sáng rồi nè các bạn, giờ mấy cây này buổi chiều lại mình trồng cái mít này, nó cũng hơi lâu tháng á, khoảng 20 hay mấy tháng mới cho trái được các bạn. Chứ mình sẵn mình xen theo mấy cây bắp nè, trồng thêm mấy cây ngắn ngày, nó vắng luôn ngày các bạn, luôn về các bạn ơi,
Đây số mình trồng được mấy chục cây rồi, 40-50 cây rồi. Đây mình chia sẻ cho các bạn, bữa nay mình trồng bít nha các bạn. Ngày mai có việc mình sẽ quay cái mấy cái dàn dưa leo của mình nó cho trái rồi. Mình sẽ quay cái clip thu hoạch dưa leo nha các bạn. Cái này mình chia sẻ cái clip mà mình trồng bít thôi. Mình trồng bít thái ruột đỏ, sơ đỏ nha các bạn. Thôi cũng chân thành cảm ơn các bạn đã trong thời gian qua ủng hộ Lập Nghiệp Đồng Tháp. Nay mình xin rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhau cùng phát triển. Nay thôi vậy là cái clip trồng mít của mình để khai cho các bạn tham khảo, chia sẻ cái cuộc sống của mình vậy thôi nha. Thôi mình hẹn lại clip sau các bạn ơi. Clip sau mình sẽ quay cái dàn dưa leo mình thu hoạch nha các bạn. Thôi hẹn lại clip sau nha. Chào.